Được cái boss cặp Senamokai gank cũng dễ. Hai con có khống chế với cả chồng lên nhau luôn. Rồi, chết là mít rồi. Nope. Yeah. Không biết. Đi chậm quá. Không ra dưới là thằng mít rồi. Mình không muốn gank tốt lắm tại vì cơ bản là Gna chưa 6 và thằng Darius nó có tăng tốc nó chạy không có gank được nó anh em ạ. Sao tốc biến không dùng đi ông chết luôn này. Tốc biến kiểu này là chết rồi. Phải dùng đi luôn. Shiba. Hai ông này để bị gank ẩu thế. Cần tốc biến nó không chạy tới kịp. Não không? Đợi cho hết viên thứ tư đấy anh em, hết viên thứ tư mình tốc biến lên. Ồ là nó reset hả? Ủa e là nó reset viên thứ tư anh em, mình chờ biết hết viên thứ tư mà không hết. Mày ai 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 xin lỗi xin lỗi xin lỗi chạy 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 già Levi đánh ta đây ra ném gạch như này thì tính địch sao mà đỡ được sao mà đỡ được. Thấy không có giày nên mình nghĩ là mình sẽ lâu cho cai kiếm. Vậy không? Ui. Ôi da. Ây da, thằng Gna này. Ê, tầm này điên top rồi anh em ơi. Lấy lại nó một mạng. Không có shutdown luôn chứ. $350. Đi mà thọt quá, nó ăn hai mạng vừa nãy không có shutdown luôn, không có tí gì luôn. Né làm cái gì? Né. Con rừng nó thọt dữ ta. Nãy mới tưởng xong pha kia nó phải có cái đồ đi rừng rồi chứ. Điên top anh mạng, mạng nữa được anh em ơi. Top đang sắp có nổ này. Điên top làm mạng nữa. Không ngờ có hai mạng luôn. Né làm sao được mà né. Không ngờ có hai mạng luôn anh em ạ, không phải là một. Cái con tay ra này kiểu ăn mục tiêu nhanh lắm ấy, cái quy này. Ăn Baron dòng sứ giả đều nhanh hết. Giả luôn anh em ơi. Con Gna tốc biến lên không làm được gì, ta không rờ luôn kìa. Tốc biến lên
bị gì vậy? Ồ, và thứ ba luôn, đang rất là trên kia rồi. Ăn nhà luôn thì nói chung là nếu mà đánh team ấy thì mình sẽ ăn, nhưng mà đánh rank thì mình sẽ không ăn mấy cái này. Đánh rank thì sẽ không ăn mấy cái này. Team mình sẽ ăn anh em. Đánh team thì mình kiểu giao tiếp được, mình kêu team mà đẩy cái này đẩy cái kia ấy, lúc mà nó phải đép ấy. Còn đánh rank thì mình không làm được cái đấy, nên là nếu không ăn được cái nhà lính sớm như vậy thì cũng không có Baron để ăn nữa. Tốc biến hơi phí mà cái tốc biến của mình quan trọng chứ. Chứ mình có mỗi mình xanh nên là phải cẩn thận xíu á. Lucian cũng xanh nhưng mà nó chết lẻ hơi nhiều. Mà na gì được kìa. Hay à, không cứu được rồi. Thằng còn xíu máu à, anh em ơi, mình kiểu này lên đồ của này vẫn chưa có đam lắm. Không phải không có đam mà là không đủ đam. Lên cái đồng hồ trước nên là cái lượng đam nó nhồi vào cũng không quá nhiều. Mình quy một cái là 1000 đam anh em. Không có tanh. Không tanh thì mình giảm nửa đam. Như là mình đang bị giảm nửa đam mà. Mà bây giờ nhanh lắm. Và đánh Việt chơi thôi anh em ơi, giải trí xíu. Chơi đánh Hàn căng thẳng quá, nó không phù hợp với một ngày thứ bảy.